Giờ chúng ta học tiếp. Bây giờ chúng ta học thêm một vị tổ thứ hai, đó là Thiền sư Pháp Loa. Tức là nhị tổ Pháp Loa. Thì mình nói sơ qua về tiểu sử của nhị tổ. Nhị tổ tên là Đồng Kiên Cương ha. Và sơ tổ đặt pháp danh là Pháp Loa. Đồng Kim, Kim chứ mai Kim nha. Cái tên này á, cũng nói là được cái tính chất của tổ Pháp Loa nữa. Thường thường cái tên á, nó ảnh hưởng tới con người. Đồng á, đồng ở đây nha, có nghĩa mình quên tra chấm rồi cái chữ Hán nó sao. Mình nghĩ này chắc là có bộ kim, tức là đồng sắt á. Cương, kiên, kiên là cứng ha. Kiên là bền. Cương, cứng. Nghĩa là con người này cứng chắc như đồng. Vững chắc, cứng chắc như đồng. Đồng Kiên Cương. Mà tại sao có cái tên này? Bởi vì á, lúc bà mẹ mang thai đó thì nghe lời ta suối đó uống thuốc trục cái thai nó ra mà không hề hấm gì hết. Ngày đó, ngày là cái thai trong bụng đó, mà ngày không suy xỉn nha. Uống thuốc rất là mạnh mà ngày không chết. Hay vậy đó. Cho nên sanh ngày ra là ngày mạnh như thần. Nên gọi là Đồng Kiên Cương này. Nó có cái sự thích. Rồi khi lớn lên á, theo sơ tổ đi tu á, tổ đặt là Pháp Loa. Pháp Loa. Cái gì Pháp Loa là gì biết không? Pháp Loa là cái loa pháp. Biết cái loa không? Loa. Thì ra cái loa đó, hồi xưa đó họ làm bằng cái gì biết không? Con ốc. Con ốc á. Con ốc á, nó hình như vậy nè. Đúng không? Ốc á, nó lên từ từ. Nên cái loa mình. Cái chỗ thổi là ngay đây. Cầm như thổi nè. Cái gì biết thổi ốc không? Thổi ốc là thổi, thổi loa. Hồi xưa mình nói đâu có micro, thì dùng cái loa á, cầm nhau. Đúng không? Thì cái pháp loa là như vậy. Chúng ta tượng trưng cho sự hoằng pháp, sự pháp loa. Ở trong chứng đạo ca có cái câu đó, cái câu mà thì sư Huyền Giác nói đó. Chấn pháp lôi ha, kích pháp cổ. Thì có cái chỗ á, chỉ thay chữ lôi á, dùng chữ loa cũng được. Rồi bố từ dân hề sái cam lộ là như vậy. Tức là nói về cái chỗ hoằng pháp của các thiền sư, hoặc là đánh trống pháp ha, thổi cái loa pháp, hoặc là chữ pháp lôi là dùng cái sấm pháp đó. Nếu là chữ lôi thì sấm pháp, nhưng mình nghĩ chữ loa đúng không, là thổi cái loa pháp đó. Nên truyền bá. Rồi sái từ vân á, tức là búa ha, cái mây lành ha. Rồi rưới cái mưa pháp, sái cam lộ này, rưới mưa pháp xuống. Đó là hai cái câu của trong chứng đầu ca đó. Ý là nói là chữ pháp loa này, này. Tức là cái loa, loa pháp. Quý vị mà vô những cái giới đàn, tăng ni mà đi vô những giới đàn mà lớn đó, có mấy hòa thượng đàn đầu lớn đó, thì người ta rước các vị đó vào trong đàn tràng đó. Từ giới đàn thì có một cái ban kinh sư á, ban đi trước á, họ thổi thổi loa này nè, thổi con ốc. Ốc cũng không, nó là con ốc bây giờ, con ốc ở biển á. Ốc thổi đó. Cái là kéo đàn trước mấy gì hòa thượng vô ở đó. Mình vào mình thời giới quan, mình thấy được cảnh giới đó, cái phong cảnh đó rước rất là trang trọng. Nói lên cái tính chất là trang nghiêm của đàn giới. Thường thường làm những cái Phật sự lớn á, người ta mới thổi pháp loa, thổi loa pháp vậy. Thì ngài được sơ tổ đặt cho cái tên đó dưới cái hoài bão là gì?
là thai sơ tổ à, để mà hoằng pháp. Và quả nhiên như vậy, vị tổ Pháp Loa làm hết sức của mình, tức là đối với Phật giáo Trúc Lâm, cái giáo hội Trúc Lâm đó, ngài làm hết sức. Ngài cất chùa, cất rất nhiều chùa ở ngoài Bắc, rất nhiều chùa, in kinh, in Đại Tạng kinh, cũng chính Pháp Loa này đây. Và do gì ngài làm quá sức như vậy cho nên ngài chết sớm vậy, mới 47 tuổi đâu, thời thì thịt rồi, 47 tuổi thì thịt. Cho nên cái bài chạy thì tịch đó có nói về cái chỗ này à, mình đọc cái bài kệ đó. Ngài thiệt ra trong cuộc đời của ngài á, ngài có một cái tác phẩm văn xuôi và bài thơ này thôi, còn để lại bài thơ nhưng rất hay. Bài kệ thì tịch mình sẽ viết lên bản trong gì hay. Bài kệ này thì chư ni thuộc thiền tông thì thuộc hết trơn không ai mà không thuộc. Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng nguyễn giang, dư dư là thừa, trân trọng chư nhân hưu tá vẫn, na biên phong nguyện cảnh mang khoai, rất là hay. Dạng duyên nghĩa là muôn duyên à. Muôn duyên tài đoạn là vừa cắt, chứ tài là vừa, đoạn là cắt, cắt đứt một thân nhàn. Khi mình cắt được hết muôn duyên thì thân mình nhàn, đúng không? Thì ra đó, ngài làm việc kinh khủng lắm. Vì việc của giáo hội ngài lãnh hết, làm hết mọi việc, cất chùa, in kinh, độ chúng, giảng dạy, làm đúng thứ chuyện mà ngài đánh giá được hết. Nhưng mà xong rồi đó, tới giờ phút ra đi cắt hết muôn duyên tài đoạn, vừa mới cắt hết cái gì một thân thảnh thơi, không dính dáng gì với ngài nữa hết á, ngài để nó lại hết. Tứ thập dư niên tức là hơn 40 năm, tức là trong cái khoảng đó là thấy nó là mộng quyển thôi, mộng quyển giang. Nghĩa là một giấc mộng đó, không có gì quan trọng. Mình làm gì dữ quá mình thấy quan trọng. Mình thấy sự nghiệp mình sâu lớn quá, nhưng ngày rồi là thôi, không có gì quan trọng. Mình chờ vậy mới đi được, mới thấy nhàn được. Nếu mình thấy nó thiệt, không thể đi được. Ở đây thấy mày như mộng nguyện cho nên mới buông được, mộng nguyện giang. Cho nên ngài mới nhắn nhủ lại, trân trọng chư nhân hương tá vẫn, tức là thôi nhé các ngươi đừng có hỏi nữa. Dịch vậy mới hay, chỉ trân trọng cái dịch là thôi nhé chư nhân là các ngươi đừng hỏi nữa. Bên kia là Na Biên đó. Na Biên là đối với Giá Biên, Giá Biên là bên này ha. Na Biên là bên kia, bên này chỉ cho sanh tử, bên kia là niết niết bàn giải thoát, bên đây là luân hồi sanh tử. Na Biên bên kia là niết bàn đó, trăng gió rộng thênh thang, minh phong nguyệt, phong là gió, nguyệt là trăng, trăng gió
cánh mang khoang rộng mênh mông, rộng mênh mông. Đây dịch là rộng thênh thang, rất là hay đúng không? Và thượng Trúc Lâm dịch là muôn duyên vừa cách một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràn. Nó còn dài á, chỉ tràn là dài. Thôi nhé các ngươi đừng hỏi nữa, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Bộ bài này đủ anh tìm rồi. Quá hay mà, làm chi nhiều. Hay không là bài thôi, đủ viết tài năng rồi. Nói lên toán được cái chất thiền trong đây, thiền vị trong đây. À, nói lên cả cuộc đời ngài luôn. Ngài tóm ra lại sống có bốn mấy tuổi rồi đó, hơn 40 năm giấc mộng trời. Ngài thấy như quyển, mình đính thiền sư là phải như vậy. Thiền sư là thấy cuộc đời như quyển. Không có thiền sư nào mà thấy cuộc đời này thiệt hết trơn. Thấy như quyển cả. Và cái cuối cùng mới hay, câu có câu cuối đó, na biên phong nguyệt cảnh mang khoan, là người ta đọc là người ta biết ông già này là người siêu thoát, đúng không? Bên kia trăng gió rộng thênh thang, nghĩ nói ngày ra đi thảnh thơi vô cùng. Mình á, thí dụ mình nhớ thế gian sức máy mình làm nổi con chót này, mình thấy nó chật chội vô cùng, mình thấy nó vướng bận vô cùng, đúng không? Mình giải thoát được mình mới nói lên câu có thể này được, không? Gió rộng. Ngài có để lại một cái bài gọi là giới thượng thừa đó, ở trong thanh quy của hòa thượng chúng ta có đặt, à, nhắc lại bài đó. Giữ giới tức là hay, tức là giữ trên tâm giới này. À, mình nhớ tới đâu mình nói tới đó nha. Đây là của thiền sư Phong Lo dạy trong 24 giờ, ha, tức là một ngày. Khi mình mắt thấy cảnh á, ha, mình không vì sắc mà chạy ra ngoài, không phóng ra ngoài. À, rồi đó, bên trong đó khi mình ngồi lại đó, những cái pháp trần đó, hơn tâm mình nó khởi lên đó, mình không có cho nó là thật á, để mình trụ ở trong. Nà, trong ngoài đó không có dính dáng, mà thường dịch là ra vào không giao thiệp. Thì ra dịch như vậy khó hiểu lắm. Mình tạm thời mình chỉnh lại một chút, trong ngoài không có dính dáng gì hết, gọi là ngăn dừng. Ngăn dừng là giới. Hồi đó giờ quý ni chư, quý ni cô đâu có biết ngăn dừng là gì. Ngăn dừng là giới. Giới nghĩa là ngăn dừng. Tu như vậy đó, trong ở trong đây mình không dính với pháp trần, ở ngoài không dính với ngoại trần, cảnh trần, thì đó là mình giữ giới, đúng không? Đó là ngăn dừng. Nhưng mà không có ngăn dừng, người tu thiền không thấy như không giữ giới gì hết, đúng không? Bây giờ giữ cái tâm không cần hình tướng bên ngoài, nhưng mà chính giữ rất là nghiêm mật. Nghiêm mật, ngoài không chạy theo cảnh, ở trong không theo pháp trần, những cái bóng dáng trong mình không theo, đó là mình giữ giới, gọi là ngăn dừng. Tuy gọi là ngăn dừng mà không phải ngăn dừng, đâu ngăn dừng gì đó. Mình đâu có trói buộc mình bằng cái gì, giữ điều nào đó, đúng không? Không hề nói tới một chữ giới, nhưng mà đó là giữ giới. Hay cực kỳ. Cái giới này dù tiểu tăng cho đến đại tăng đều phải gìn giữ. Ông riêng gì mấy ông sa di rồi thì sao cũng phải giữ tây tâm giới, đúng không? Gọi là giới thượng thừa, gọi là giới vô đẳng đẳng, gọi là giới tối thượng thừa. Giới này nè, anh giữ trong tâm mình. Thì sư Phó Lo đó, ngài có hai điểm đặc biệt là cái bài đó và giới thượng thừa đó, và bài thơ này là mình chú ý hai bài đó. Trong cuộc đời ngài hai cái điểm nổi bật, hai cái điểm sáng rất là nổi bật. À, học cái ngài đó không cần học nhiều, đánh vô những cái mấu chốt quan trọng đó, nắm được những cái ách yếu đó là xong, đúng không? Ngài còn dạy chúng, dạy kinh Lăng Nghiêm nữa, nhưng mấy cái đó là nó nhiều lắm, đúng không? Mình thường thường mình học một vị nào đó, mình nhắm vô những điểm chính của họ, cái sở trường của họ đó, số gì đó. Mà hai sở trường này là của ngài này, hai cái điểm nhấn này là bài kệ này
và cái giới thượng thừa. Mỗi ngày giới thượng thừa đó chúng tôi mỗi nửa tháng, một tháng phải đọc con Thanh Huy á, đọc lên cho toàn chúng nghe. Và như vậy mình đọc mà phải hiểu tổ nói gì, chứ mình đọc như con két mà không biết tổ nói gì hết thì rất quan cho tổ nó. Thì ra tổ với ngôn ngữ hồi xưa đó, tổ truyền đạt ai cũng biết đó, nhưng mà bị gì qua cái hồi xưa mình dùng chữ nôm, chữ nôm chữ hán dính nhau khó hiểu lắm. Giờ thường mình dịch ra đó nhớ đỏ mới dễ hiểu, chứ để nguyên là khó hiểu cực kỳ. Mà thường thường á, những cái văn phong của ngài ảnh hưởng hán rất nhiều, hán học á, cái lối hành văn á cũng hành văn theo kiểu hán, cho nên không nhờ các hòa thượng dịch ra đó thì chúng ta sẽ bị khó khăn, đúng không? Không lãnh hội được. Cho nên nó ơn của mấy hòa thượng quan lớn vô cùng, mình học mình phải biết nhớ ơn đó. Cái ngày không có dịch là mình không có hiểu gì hết, không biết muốn nói gì. Thì ra những cái ngôn ngữ đó dạy rất là thực tiễn, chứ không phải nói chuyện trên mây, trên trời. Người ta thường thường nói đạo Phật nói chuyện gì đâu, thưa không hề, nói chuyện dưới đất nữa nè. Nói chuyện hiện tại thực tiễn vô cùng. Chuyện tu hành nó quan trọng còn hơn chuyện ăn uống của mình nữa. Cái chuyện tu hành thì nó quan trọng hơn chuyện ăn uống, quan trọng hơn. Mà mình bỏ quên đó. Cái chuyện tu hành giống như hơi thở. Mà thường hay nhắc tu là thở đó. Rồi học giống như uống đó, còn làm việc giống như ăn. Cái mức độ ăn nó thấp, tương đối thấp. Cái chuyện quan trọng hơn chút là uống, đúng không? Còn cái chuyện quan trọng nhất là thở. Mình quên thở là mình đi liền. Giống như mình quên tu mà tự mình đánh mất, là lúc đó mình chết đó. Mình quên trở về với chân tâm của mình là mình sống mình cũng như chết này, đúng không? Quan trọng lắm. Mà mấy ai nhớ, mình cứ lo cái thân mình không à, mà mình sống như vậy. Nếu mình sống mình lo cái thân thì mình đâu có khác con vật đâu, đúng không? Mấy con vật nó cũng lo cái thân đó. Quá ra mình cũng như con vật đó. Mình sẽ khác chứ, đúng không? Con người sẽ chỉ khác con vật ở chỗ này, chỗ biết à, biết vươn lên à, chứ sao mình như vậy. Con vật thì nó không biết được điều đó. Cho nên chư Phật rất từ bi lắm, thị hiện cho các loài đó, chỉ cho những hữu tình nó biết. Chứ quý vị đừng có tưởng Phật xuất hiện trong loài người không, các Bồ Tát cũng xuất hiện trong những các loài nữa để độ cho nó. Hay hơn như vậy, mắt của chúng ta thì không thể nhìn thấy những cái đó, không biết hết được. Nhưng mà xuyên qua kinh điển đó thì chúng ta biết được điều này. Đó là ta nói về tổ Pháp Loa. Nhân vật này quan trọng lắm mà. Vào thời nhà Trần đó, Pháp Loa là ai? Là thầy của Trần Minh Tông, tức là con của Vô Nhân Tông. Nhưng mà thầy ngày sống ngắn quá đó, cho nên ngài không tầm thầy của mấy ông vua sao nữa được, chỉ có quyền quan đó, ông già này sống dai thì thầy luôn của Trần Minh Tông luôn. Tức là ông cháu nội của vua Trần Nhân Tông thì ngài quyền quan đó, mà thầy của ngài đó luôn, thầy vua đó luôn. Thì quyền quan tôn giả đó, ngài là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, ngài nên nhớ vậy. Tức là ở nước mình là Trạng Nguyên rồi, nhưng bên Tàu đó đọc văn chương của ngài đó, họ phục lắm, họ phong ngài làm Trạng Nguyên luôn. Cho nên là Trạng Nguyên của hai nước, nước Tàu và nước mình, ngài giỏi như vậy. Dần ngài để lại rất nhiều thơ, rất nhiều thơ. Nhưng rất tiếc khi nhà Minh đánh sang Việt Nam của mình, chào đời sau nhà Trần là nhà Hồ đó ha, rồi bị Minh nó qua nó chiếm. Thì khi Chu Nguyên Chương ông lệnh cho quân đội nhà Nguyên đó, nhà Minh đó, xâm lăng nước mình, gặp những cái văn hóa của đất nước mình đều phải thiêu hủy hết, hoặc hốt đem về bệnh hết, không để lại một cái gì cả. Cho nên mình rất tiếc là những cái hay của tiền nhân của mình đó bị mất rất nhiều, hoặc là bị người Tàu đó, đời nhà Minh họ thiêu hủy đi, hoặc họ đem về bệnh Tàu. Ngài có một cái tập thơ gọi là Ngọc Tiên Tập bị thất lạc, không hiểu là nhà Minh lấy về bển ở đâu, mất tiêu. Cho nên còn lại mấy mươi bài thôi, mà trong đó
Thông thiền nhớ được vài bài của Ngài Huyền Quang, rất là hay. Bài nào cũng có thiền vị hết. Ở đây mình để nêu lên vài bài cho quý vị thấy được tôn giả Huyền Quang. Đặc biệt ông tổ Huyền Quang này đó, trước khi nói về cái mảng văn thơ của Ngài, mình đi qua một chút về cái tư tưởng thiền học của Ngài. Ngài thì không có quá cực đoan, sĩ dương thiền không. Cuối đời Ngài đó, tức là khi dòng thiền Trúc Lâm mà đến Ngài tổ Huyền Quang đó, thì Ngài có pha chút ít về tịnh độ trong đó. Ngài không hẳn là sĩ dương thiền không, pháp môn tịnh độ Ngài cũng sĩ dương luôn. Bằng chứng là Ngài cho xây cái tháp Liên Hoa đó, không phải bắt có cái tháp đó. Mà quý vị biết Liên Hoa là hoa sen, mà hoa sen là của tông nào biết không? Tông tịnh độ. Đúng không? Liên xã đó nha. Liên xã là cái hội niệm Phật của Ngài Đông Lâm Huệ Viễn đại sư bên tạo, đúng không? Hồi sơ tổ tịnh độ. Cho nên cái gì mà dính cho chữ Liên nha, là hoa sen nha, là đó là tông tịnh độ. Mà Ngài đó thì xây cái tháp Liên Hoa ở ngoài Bắc, trời tháp rất là lớn. Và trong những cái Ngài viết về những cái cuốn sách của Ngài đó, những cái tài liệu của Ngài thì có nói về tịnh độ rất là nhiều, đặc biệt ông tổ Huyền Quang này này. Cho nên khi nghiên cứu về thiền tông Việt Nam tới Ngài Huyền Quang đó, thì chúng ta sẽ thấy có cái hơi hớm tịnh độ trong đó, màu sắc của tịnh độ trong đó, chứ không hẳn là thiền tông không. Đây là điểm đặc biệt ha, của tổ sư Huyền Quang. Cho nên á, có người họ nói thiền tông á rất cực đoan, không có biết gì đến tông phái khác, nói như là lầm á. Ngay ông Tam Tổ này ổng đã có sĩ dương tịnh độ nè, tức là tùy duyên, chứ không nhất định là khi nào cũng nói thiền hết. Chính hòa thượng Trúc Lâm, chúng tôi đã từng làm thị giả hòa thượng vào những năm tháng khoảng 80 tới 90 đó, mình làm thị giả khoảng đó, thì mình thấy khi hòa thượng tiếp khách đó, những người lớn tuổi vô thăm vấn á, ví dụ như ông cụ này, thì hòa thượng dạy tín đồ à, dạy niệm Phật, hòa thượng đâu dạy thiền đâu. Nó tùy đối tượng, không nhất định là dạy thiền. Nên nó nhớ vậy. Cái phương tiện của những bậc đại sư rất là hay, tùy vào cái căn cơ mà dạy, chứ không phải ai mình cũng nói thiền hết. Những người họ làm không được mình nói để làm gì, phải không? Già lớn tuổi thì chỉ niệm Phật thôi à, đúng không? Tu hành đó là được lợi ích, chứ đâu phải nhất thiết gì cũng nói thiền hết. Nó mình phải mở rộng nữa, chứ không thôi quý vị sẽ hiểu lầm vào thường Trung Lâm nó ông già cực đoan dạng thứ, không hề. Chính mình là người ở gần hòa thượng, mình thấy chừng 60 tuổi trở lên vô hỏi ông già là ông già ông dạy tiêu niệm Phật à, mình đã từng nghe ông già dạy, nhà ông già kêu về niệm Phật đi. Thầy Thường Chiếu vậy, mẫu thân của thầy Thường Chiếu, hòa thượng Thường Chiếu cũng dạy niệm Phật, chứ đâu dạy tu thiền, sao tu thiền nổi, sao hiểu nổi thiền. Đúng không? Thiền vậy, muốn tu thiền phải ngộ, phải nhận ra được, phải hiểu được. Quý vị nên nhớ vậy. Cho nên lục tổ Huệ Năng nó nói đó, thiền á là cẩn thận truyền cho người ta, không phải ai mình cũng truyền thiền hết trong, đúng không? Mà như vậy, có biết như vậy mới thấy cái hay của Tam Tổ Huyền Quang ở đây. Tổ tùy nghi ha, tổ vừa xiển dương thiền tông, xiển dương tịnh độ tông. Mình sẽ trích đoạn cái lời thơ gọi là cúc hoa. Cúc hoa là tiếng Tàu, vậy cho tiếng Việt là hoa cúc. Thấy cái tựa mình tưởng đó ông già này, ông ta cảnh, nhưng thưa không, bên cạnh đó, tức là nên nhớ thiền sư á nói cái chuyện thế gian nhưng mà có đạo lý trong đó. Tại vì thì ra giữa chân đế và tục đế nó bất nhị, giữa thế gian và sức thế gian nó không có rời nhau, với con mắt của người đạt đạo thấy như vậy. Cho nên mượn những hình ảnh của ngoài đời ha, của thế gian để nói cái chuyện của mình. Cúc hoa, dịch là hoa cúc, nó gồm 10 shop, 10 đoạn. Ở đây mình cắt 2 đoạn thôi, quan trọng để cho quý vị thấy.
Đây là dịch sang tiếng Việt rồi. Thì một hôm đó, Tổ Huyền Quang trong núi ha, Tổ ngồi thiền, thì Tổ cảm nhận ra điều này. Mình đọc nha, đây là một đoạn trong bài Quan Cúc. Quên thân, quên thế, thải điều quên. Thiền tọa giờ lâu, lạnh thấm giường. Trong núi năm tàn, không có lịch. Thấy hoa cúc nở, biết trùng dương. Trùng dương là cái ngày mùng 9 tháng, tháng 9 là mùa thu. Chứ trùng dương không phải là biển đâu nha. Đây là tiết trùng dương đó. Chứ đây có người, có người âm cho rằng là chữ tiết cũng được nè. Tiết trùng dương là mùng 9 tháng 9. 9 tháng 9 tức là mùa thu đến à. Mình đứng mình án với thầy đúng không? Quên thân, quên thế, thải điều quên. Thiền tọa giờ lâu, lạnh thấm giường. Trong núi năm tàn, không có lịch. Thấy hoa cúc nở, tiết trùng dương. Tiết cũng được lắm. Tiết trùng dương dễ hiểu không? Tức là biết rằng tới mùng 9 tháng 9 là mùa thu. Hãy qua cúc nó nở là mùa thu tới, đúng không? Trong mùa thu 9 tháng 9 này trong hoạt này có gì? Ở đây á, mình ngỡ như là Huyền Quang làm chơi chơi, không có đạo lý gì. Thưa có đạo lý gì không? Có chứ. Đạo lý nằm đâu? Vô câu đầu rồi, đạo lý nằm đó rồi. Quên thân, quên thế, thải điều quên. Quý vị thử cái gì quên cho mình đi. Đố gì quên nổi. Quên cái thân thì không quên còn không nổi. Sự thật, quên thử cái thân thôi quên nổi không? Vậy gì? Thì cái tu để quên thân đi. Mấy ông tổ ngồi thiền là quên thân. Mấy gì mà không quên thân được á, thì đừng có nói gì tới cái chuyện giải thoát nữa. Mới quên nó mới giải thoát được, mới dễ đâu. Đúng không? Thử coi quên được không? Lúc nào cũng nhớ tới nó. Ví dụ đang ngồi kiến cắn cái bây giờ nhớ thân rồi. Còn cơn gió thổi qua rùng mình cái, cái là lật đật đi kiếm đồ chàng, chàng vô mà nhớ cái thân rồi. Mấy ông tổ hồi xưa không có nha. Ngồi bất động luôn. Những nhầm nhỏ đó, mưa xuống vẫn ngồi tỉnh mơ luôn. Thứ thiệt là như vậy đó. Không có gì làm lay động cả. Ví dụ cái gì nó nổ cái rầm kế bên cũng thay kệ nó luôn. Ừ, dữ dằn là như thế. Mấy thiền sư thứ thiệt là như vậy. Mình đâu có đâu. Mình mưa xuống là lật đật giác tụ đoàn chạy vô nhà liền. Ví dụ đang ngồi dưới gốc cây đúng không, cái gió mạnh tới chạy vô nhà đóng cửa lại. Mấy thiền sư đâu có cái gì. Cái gì nhớ hồi xưa Phật cũng vậy. Phật ngồi dưới cội cây bất động, cái gì tới cũng bất động đó. Nó quên thân là như vậy đấy. Thì có như vậy mới quên được cuộc đời. Quên thế, thải điều quên, mới quên được hết. Quên được hết thì mới dự vô đạo lý được. Cái tâm mình đó, cái chân tâm không phải dễ gì mà chung cho nó được đâu. Mình còn nhớ đủ thứ là mình đứng ở ngoài nó. Những cái đó nó cản mình lại, là cái rào chắn chắn lại, không cho mình vào, đúng không? Đây là điều kiện để vào nè.
Cho nên ngài nói ngài ngồi lâu á, ngồi thiền lâu tới mức mà ngài rờ xuống cái giường của ngài ngồi đó, nó lạnh lắm, lạnh ngắt, lạnh thấm giường. Từ từ mình ngồi có sức nóng phải không? Nhưng mà ngồi lâu lạnh toát hết. Mới ngồi rất là lâu rồi, rồi cái ngày hài vậy. Rồi sao? Ở trong núi làm gì có lịch, đúng không? Trong rừng núi làm gì có lịch, thì đâu có biết ngày giờ gì. À, giờ thí dụ ai vô hỏi bữa nay ngày mấy là cho biết, không hề biết. Trong núi năm tàn phải biết năm nó sắp hết rồi, chỉ biết vậy thôi, không có lịch. Bây giờ làm sao biết đây? Nhìn thấy hoa cúc nó nở thì biết mùa thu nó tới, vậy thôi. Chứ đâu có biết rõ là hôm nay ngày mấy tháng mấy đâu biết gì mà, đúng không? Tại vì quên hết trơn không biết gì, không các duyên gì đóng nữa. Nó tu cỡ đó đó thì mới đạt đạo nha. Còn mình biết lung tung sàng đó là khó lắm nha. Mình bây giờ cái gì cũng biết đó, là đối với cái bản thể đó khó vào lắm à. Ta biết thứ thôi rồi quên luôn cái đó, quên thứ đó luôn à, thì mới vào được. Ví dụ niệm câu Phật thôi rồi cuối cùng phải quên câu Phật đó luôn thì mới vào được. Khó cực kỳ vậy đó. Cho nên tu á, nói thì hấp dẫn thiệt nhưng mà làm thử coi. Quên thân đi nha, quên thế đi thử có làm được không? Rồi thải điều quên. Hãy quên thân quên thế thì quên được hết. Nhưng mà ngặt cái gốc này quên không được nè. Cho nên nó nhớ đủ thứ chuyện trên đời á. Gốc là tại cái thân. Cái gì vậy phải không? Sở dĩ nhớ lung tung sàn cũng tại cái thân. Mình có cái ngã mình đó, mình quan trọng nó quá. Tại sao nhớ đủ thứ đặng bảo vệ cái thân, đúng không? Quý vị nghiệm phải không? Không phải khi không quý vị nhớ đủ thứ. Nhớ đủ thứ để làm gì? Để lo cho cái thân này nè. Nghiệm có phải vậy không? Chỉ có những con người nào như Phật, như Tổ đó vô ngã được á. Coi cái thân này không ra gì đó thì quên nó được. Còn mình nó lo cho nó hoài đó, làm sao quên. Nghiệm có phải không? Thì ra đạo lý thì không khó, nhưng mà tại vì mình cưng cái thằng này nè, cho nên nó khó đối với mình. Vậy thôi, mình không quên được nó. Mà tại sao? Tại vì mình không rõ được. Cho nên phải học Phật thì học đạo để rõ được tại sao không nên cưng nó. Đúng không? Nó không đáng để mình cưng. Và mình đã vô minh đi cưng nó, mình không sáng suốt nên cưng nó là mình bị thiệt thòi đấy. Mình tưởng đâu cái người nào mà giỏi ngoài đời lo cho cái thân này sung túc, tưởng đâu hay ư? Không, đối với Phật là người đáng thương, đáng thương, bỏ nhiều thời giờ lo cho nó là người đáng thương, đáng trách. Không phải hủy hoại nó nhưng mà không có nên tân tiêu nó. Nhớ là vậy thì mới tu được. Tân tiêu nó là không tu. Tối ngày ô bế nó hoài là không đời nào tu được, tu không tiến. Cho nên tổ hùng quan nhắc mình đó, quên thân, quên thế, thải điều quá. Đó là cái bước để mà mình vào cửa thiền á, vào cửa đó. Rồi thiền tọa giờ lâu lạnh thấm giường, đúng không? Trong núi năm tàn không có lịch, thấy hoa cúc nở tiếp trùng như. Chỉ biết cái hiện tại thôi, nhìn thấy biết hoa cúc nở là biết mùa thu tới, đơn giản như thật. Đó là cái tuyệt vời của thiền sư, không biết quá khứ vị lai hết, thấy hiện trước mắt này. Cho nên nói ly niệm thực tại là như vậy, rời xa những ý niệm, không dính vô thân, không dính tới cuộc đời, tức là không nghĩ gì đó. Thực tại hiện tiền à, tức là cái tự thánh mình trước mặt hiện tiền. Chỉ với mình tu chứ đâu phải người ta cảnh chơi đâu, đúng không? Xuyên với mấy bài kệ, mấy bài thơ này là đạo lý tràn trề à. Chỉ mình tu đi mà mình, tại vì đọc không ra giữa hai hàng chữ, đúng không? Đọc không ra, chỉ thấy tưởng ta cảnh thôi, rất tiếc là như vậy. Hay không? Cái câu chót đó là muốn nói về ngôn ngữ ly niệm thực tại đấy. Tức là nói theo ngôn từ của Di Thức Học là gì? Tánh cảnh hiện lượng à, mình thấy bằng cái trực giác này, thấy lập tức
đạo lý hiện tiền trước mắt. Giống như ở trong Tính Tâm Minh nói, đạo lớn không gì khó, chỉ hiềm lựa chọn thôi. Đây, quý hồ không thương ghét hay nè, thì tự nhiên sáng ngời, là không có rơi vào cái thế đối đại hai bên. Nè, quên thân quên thế, thải điều quên quên trần, cho nên ngài thực tại nó hiện tiền. Ngài lìa được cái niệm á, không nhớ tới thân. Thì từ cái niệm hay nhớ tới cái thân này nhất, là nhớ tới những chung quanh cái thân, sở hữu cái thân là cuộc đời. Như nghiệm phải không? Đố ai đi ra khỏi cái này? Nếu ông đi ra khỏi cái này là ông bước được một cái bước rất là cao ở trong đạo. Quên thân quên thế đó khó lắm, mình có thực nghiệm rồi, làm thử mới biết. Quên cái đường thời gian à, nhớ nó lại. Kỳ lạ con người mình, nó kỳ lạ đó. Dồn vô nữa ông đóng góc mở đi, tự nhiên nó nhớ trần gian nha quý vị. Quý vị làm gì chưa? Hả? Nó kỳ cục lắm à. Ban đầu thì hâm hở lên núi để mà bỏ trần gian, nhưng mà ở trên thời gian nó nhớ trần gian. Kỳ lạ lắm à. Rồi cái tâm mình nó kỳ lạ vậy đó. Cho nên làm như mấy vị tổ không phải dễ đâu. Thấy trên ngôn ngữ nói như vậy tưởng đâu dễ ăn, nhưng mà khi mình thực tập mình mới thấy khó cực kỳ. Mình tại mình trên núi mình biết á, mình cũng ở trên núi cao mà, coi như mình đóng cửa trần gian lại rồi đó. Nhưng mà tự nhiên ngộ cho nó nhớ trần gian nha. Kỳ lạ vậy chứ, chứ hỏi mà buông được đâu. Cho nên sống với cái thực tại hiện tiền nó khó luôn vậy. Phải quên được trần gian thì phải sống được chứ, nó đơn giản như thế. Nhưng mà ngặt thì nó không chịu quên. Mà tại vì sao mình không quên, biết không? Tại mình thấy nó thật á. Tại cái bát nhã của mình nó chưa tròn đầy, thấy nó thật. Chứ mình thấy nó như quyển là tự nhiên nó rộn, giống như qua buổi sớm vậy đó. Nó rộn và nó lạnh như trận mưa đêm. Nó lạnh. Mình mà đối với danh lợi mình còn hừng hực ra, tại vì mình chưa biết như quyển. Cho nên nó sôi trong đây là nó đi tìm kiếm đối với lợi danh. Còn biết như quyển tự nhiên nó lạnh, lạnh luôn. Giống như trận mưa hôm, lạnh ngắt luôn, không thèm muốn gì trời. Mình còn thèm khác á, thì chứng tỏ là mình chưa có thấy được chân lý. Chưa thấy chân lý. Thí dụ mình nhìn những cái niệm mà nó không rụng xuống được á, nhưng niệm vọng niệm mình á, dù quá nhã mình chiếu soi mà nó không rớt xuống á, là chứng tỏ là mình thấy nó thiện, nó không rụng. Đơn giản như thôi, đúng không? Cho nên mình phải học đạo như vậy đó, mới biết nó. Ồ, tại sao mày, mày là cái gì? Mày là như quyển thôi. Thì nó rụng. Biết thật cho như quyển á, biết chắc nó, biết đúng như quyển, nó sẽ rụng xuống. Mà rụng á thì mới quên nó được. Kính thưa quý vị, mà quên thì mới thể nhập được. À, cái đạo lý thiền nó đòi hỏi chúng ta phải xa lìa, biết quyển để mà xa lìa, chứ không phải biết quyển để mà dính mắt. Thấy quyển á, biết ngoài quyển, xa lìa nó thì đạo nó mới hiện tiền. À, mà quên là một hình thức xa lìa đó, đúng không? Không thành nhớ nó nữa, xa lìa. Tri quyển tức ly mà ly quyển tức giác mà. Bây giờ nhớ nó có câu, giống như câu thoại ở đâu trong nhà thiền, phải nhớ. Câu Thiệu á, câu Thiệu chúng hơn, giống như học võ có câu Thiệu, phải nhớ câu Thiệu rồi mới đánh võ được. Thì cái câu mà tri quyển tức ly, tức là biết được quyển liền lìa, ly quyển tức giác, lìa quyển thì được giác, giác ngộ. Mình không thực hiện hai cái bước đó không hề giác ngộ, đúng không? Cho nên học Phật á, nhất là học thiền thì phải có trí tuệ là như vậy. Đòi hỏi phải có trí tuệ thì biết các pháp như lưu huyện. Không có thiền sư nào mà nói khác đi, đều nói một kiểu đó không. Trong những bài kệ hô thiền cũng nói kiểu đó luôn. Canh năm bát nhã chiếu vô biên, chẳng khởi một niệm tâm thiên, đúng không? À, đại ha, khắp tâm thiên, lĩnh trùng hết tâm thiên. À, muốn biết chân như ha, tánh bình đẳng, nhẹ nhạt sanh tâm trước mắt liền. Trước mắt mình chứ đâu, đừng sanh tâm, mình khởi cái niệm lên rồi đúng không? Ừ, là như vậy, đúng không?
dè dặt là cẩn thận nha, đừng có khởi niệm đó. Nó ngay đây nè, nó lặng lẽ ngay đây là đúng. Là mình cái tật hay khởi niệm lên đó, là nhớ trần gian đúng không? Là như vậy. Nhưng mình tiếp một đoạn nữa của ngài Huyền Quang. Cái đoạn này đó thì một hôm ngài Huyền Quang á, ngài ở trong cái khuôn viên chùa của ngài á, chùa ngài có cái gác, thì ngồi trên thì mình nhìn xuống sân á, ngài thấy cái hoa cúc nên dưới những chậu hoa cúc ở dưới sân, thì ngài mới làm bài thơ này. Người ở trên lầu, hoa dưới sân, vô ưu ngồi ngắm. Khói trầm sóc hồn nhiên không khác một đóa hoa vàng chợt nở tung. Cái bài thơ này cũng là thiền vị tràn đầy. Người ở trên lầu, hoa dưới sân, vô ưu ngồi ngắm khói trầm sông. Hồn nhiên người với hoa không khác, một đóa hoa vàng chợt nở tung. Người nào mà biết được đạo mới thấy cái bài thơ này hay. Cái thiền á, mới thấy hay. Hay chỗ nào? Câu số 4 hay cực kỳ. Số 4 này cực kỳ. Mà cái điều kiện để một đóa hoa giác ngộ nó nở tung ra, tức là tâm hoa khai phóng đó, nó theo ngôn ngữ của nhà Phật, tức là cái hoa lòng mình nó nở ra đó, tức là sự giác ngộ, mình ngộ đạo á. Cái điều kiện đó đòi hỏi cái gì? Quý vị phải vô ưu. Nên cái từ vô ưu ở đây quan trọng lắm. Và từ hồn nhiên, đó là hai cái điều kiện để đi tới cái bước thứ cuối cùng, đó là đó hoa vàng nó nở ra, đó hoa giác ngộ nó tung ra. Nếu mình không vô được thì sẽ không có những cái bước kế tiếp. Vô là gì? Thưa vô có nghĩa là không có phiền não. Ví dụ cái đề đọc cái sách của Hòa Thượng Trúc Lâm có cái tựa là hoa vô ưu, đúng không? Nếu cái hoa này á, nó không có, là đói hoa mà không có phiền não à, hoặc cành lá vô ưu như vậy à, ý nói là đó là những cái cuốn sách để nói về đạo giải thoát không có phiền não nữa. Ưu có nghĩa là phiền, vô là không có phiền, không có não nữa. Và phiền não là gì? Đại diện là tham sân và si, đúng không? Rồi mạng nghi ác kiến nó phụ. Tham sân si là cái chánh, không có cái đó. Mình đó, khi mình nhìn một đối tượng mà mình không có phiền não trong đây, nếu là vô mà ngắm á, thì đạo lý hiện tiền chưa? Hiện tiền. Vô ngồi ngắm khói trầm sóc, tức là ngắm trong khi mình đốt một cái lò trầm nghi hút khói. Rồi sao nữa? Hồn nhiên, đây là cái điều quan trọng. Hồn nhiên người với hoa không khác, tức là mình là chủ thể, hoa là đối tượng. Chủ thể đối tượng không có cái lằn ranh, đừng có lập ra cái thế đối đại đó. Ngắm là ngắm vậy thôi, cách hồn nhiên thôi. Hồn nhiên tức là không có phân biệt, không phân biệt mình là người ngắm, kia là hoa bị mình ngắm, thì lập tức đó hoa giác ngộ nở liền, ngộ liền lúc đó. Thì ra ngộ không khó, mà tại vì mình không thực tập thôi, mình không làm theo lời tổ dạy đâu. Mình thử làm đi. Thì ra tu là gì? Là mình thực tập. Ví dụ mình nhìn một cái người là mình không có phân biệt, nhìn là nhìn cho thôi, mình nhìn bằng cái tánh thấy của mình, lập tức giác ngộ à. Ngay đó anh trở về tánh giác của mình.
Tại vì mình chạy theo hình tướng á, thấy đây đẹp nè, đây xấu á, thì mình rơi vào cái thế đó là mình không thấy đạo lý gì hết. Đơn giản như thôi. Giống như tâm tổ tăng sáng nói vậy đó. Ha. Là chỉ hồ không thương ghét, nếu mà không rơi vào thế hay bên. Tại mình lập ra có mình, có kia là đối tượng, rồi mình yêu ghét theo đó. Quý hồ là nếu mình không thương ghét thì tự nhiên sáng ngời, lập tức sáng ngời, đúng không? Không khó vậy đó. Thế nên đạo thiền không có khó, trở về cái tự tánh không khó. Mà khó chăng là tại chúng ta, chúng ta theo cái thói quen, đúng không? Vì nhỏ lớn ai cũng dạy mình phân biệt chứ, phân biệt đẹp xấu, đúng sai, theo thói quen đó rồi. Cho nên mình lẩn quẩn trong cõi này hoài nhé. Chứ mình nhìn là mình nhìn thôi, bằng cái tấm thấy của mình. Mình cái gọi là Kinh Lăng Nghiêm gọi là kiến đại đó, Phật dạy rất là rõ. Cái biết thấy đó, cái biết nghe nó đó, mình sống với nó là đúng rồi. Mà Duy Thức Học nói đó là tánh cảnh hiện lượng, sống rất gần với đạo. Tại vì mình không thực tâm, mình tối ngày mình chạy theo thế gian, mình phân biệt theo thế gian, quen rồi. Cái tư duy nó thành cái lối mòn, rồi mình cứ theo đó mình đi hoài đi hoài, mình không ra được. Tu là sao? Bước ra khỏi lối mòn đó, quay trở lại, phải gan gì mới được. Vậy thôi à. Cho nên nó thiệt ra đó, người phải căng cơ biến, gọi là biến nhạy đó. À, có trí tuệ mới tu thiền được vậy. Thì ra những cái cảnh này nè, đối với căn cơ bậc thượng không có ngại họ. Họ coi đó là cái nẻo vào, nương nó mà trở về. Thấy sắc, nghe tiếng, đó là đường vào. Chứ nó không có gọi là giặc, là ngại vậy. Không phải là lục tặc, sáu trần không gọi là sáu tên giặc. Đối với người thường mới tu thì thấy nó là sáu tên giặc. Đối với bậc thượng thừa, nó là bạn trong nhà. Nhờ nó mình giác ngộ, thấy nó quay về là giác ngộ. Nương nhờ sắc, thấy sắc phản quang trở lại, biết mình có tánh thấy, thế là trở về. Nghe âm thanh, mình đừng có chạy theo phân biệt hay dở vậy, chỉ nghe thôi, biết đó là tiếng ha. Mình có cái tánh nghe này, nó là mình trở về. Cho nên bậc thượng thừa họ không ngại sắc tướng, không ngại âm thanh, là ở đây. À, mà phải là đòi hỏi bậc thượng thừa tu hay mới được. Hồi xưa đó họ đạt cái những trình độ này nè, thấy anh quý vị mà đọc ngữ lục quý vị sẽ thấy. Còn ở đây đó thì cũng tỏ nói những chuyện cái phương diện khác, tức là cũng kêu mình đừng có phân biệt. À, thấy hoa cái đối tượng đó, nhưng mà mình không cho mình là cái người thấy, đó là cái bị thấy, chỉ thấy vậy thôi. Mà cái tánh thấy đó thì cũng giống nãy, giống như mình nói vậy thôi, thì lập tức đó qua giác ngộ nở ra một cánh hoa vàng chợt nở tung, lập tức giác ngộ. Giác ngộ đâu phải là đi kiếm nó đâu, nghe đây, chỉ đơn giản vậy thôi. Ở đó mình không học Phật, tình mình cứ nghĩ rằng cái cảnh giới giác ngộ cao siêu lắm. Thưa không hề, nó vậy thôi đó. Chứ tổ dạy nè, tại vì mình không chịu làm, rồi mình đi tìm kiếm ở đâu xa. Mình cứ ngỡ rằng mình ngồi thiền thời gian lâu, tự nhiên nó bừng sáng đó. Đó tại mình tưởng tượng. Chứ chư tổ đâu nói vậy đâu. Tôi nói vậy đâu. Chư tổ nói vậy nè, chỉ cần đừng phân biệt thôi, hồn nhiên thôi. Giống như con nít vậy đó. Con nít nó rất hồn nhiên, cho nên nó gần đạo. Cho nên bên lão trang đó là nó xích tử chi tâm, cái tâm giống như đứa con nít vậy đó, thì nó gần đạo lắm. Nhưng ngặt cái mình đâu chịu là con nít đâu, mình cứ mình ta đây là người lớn không à, mình tư duy thế này thế nọ mới hay, là như con nít mà nó dở. À, rồi mình cứ suy nghĩ thế này thế nọ đi, tự mình thiệt thòi thôi. Con nít nè, nếu mình biết, thật ra cái biết nó quan trọng, mình biết trở lại trạng thái của con nít đó, thì rất là hay. Chứ con nít nó, cái kiểu của nó cũng không biết đạo lý gì, nó không học đạo, nó không biết gì, nó ngây thơ vậy thôi,
như nó gần đạo, nó gần mà nó không biết. Mình đây nè, biết rồi á, mình phải sống lại cái trạng thái của con nít á, à, cái tâm thái đó thì mình gần đạo, à, mình sẽ được hạnh phúc. Sự thật chứ chứ. Quý vị có đọc cái cuốn sách mà của một bác sĩ người Mỹ, nữ bác sĩ người Mỹ, mà viết về cái tâm trạng của bà khi bà bị bệnh, của bà bị tai biến á. À, bà đó mình cũng quên tên, tên bà cũng dài, người Mỹ. Bà nói một hôm nọ bà vô nhà tắm, cái bà tự nhiên bà thấy trời đất đảo lộn chưa. Mà bà là bác sĩ chuyên ngành đó mà, thì tâm trí nè, như não nè, bà biết chết rồi, mình bị tai biến rồi. Bà cố hết sức với cái điện thoại đó, bà bấm kêu bạn bà liền, bà bấm, bà nói hết được rồi. Nó lẹ lắm, khi mà đột biến mà, khi mà đột quỵ nó nhanh lắm, thì mới nói được ú ớ vài tiếng thì ông bạn biết, ông bạn của bác sĩ đó biết mọi nguy rồi, phóng xe tới liền chở vào vô cấp cứu kịp sống. Nhưng mà bà bị liệt hết nửa bên, bán cầu như bán cầu trái hay phải gì đó, nó hư không hoạt động nữa được, như bán cầu trái, tức là bà không còn khả năng tư duy nữa. Bà biết hết trơn á, bà bảo không suy nghĩ gì được, phải như nít thôi, bà nói bà như con nít thôi. Và bà viết lại trong nhật ký của bà, bà nói bà hạnh phúc vô cùng, bà như con nít mà hạnh phúc vô cùng. Trần gian mới quên sạch bách hết, tự nhiên automatic nó xóa hết, nên nhấn nút delete nó xóa sạch bách hết. Không còn nhớ gì trần gian, nhưng nít mà biết rồi, ai cho gì ăn biết rồi, vui, cái tâm nó rất là vui. Đây bác sĩ bạn bà đó, nhiều nhà bác sĩ giỏi chữa trị cho bà, phục hồi là được, như cũ bà khổ trở lại. Bà nói nó phục hồi được cái bán cầu phải bà, mà nhớ là hết trời, mà nó khổ quá trời. Nó hồi bà bị hư đó là bà sung sướng vô cùng. Ừ, nó hay đó, quên ha, tần gian rồi, khỏe không, sống như con nít vậy bà nói. Là chạy chữa cho bà xong ha, bà nói rất tiếc phải để bà vậy luôn đi. Là bà sống trong trạng thái đó, hạnh phúc lắm. Mà người ta nói nó các thiền sư họ đạt tới cái chỗ đó, nó tự nhiên bên đây nó nghỉ hoạt động nửa bên, nó nghỉ hoạt động rồi. Thiền định nó nhờ công phu thiền định, cho không phải là tai biến nha quý vị, mà do công phu thiền định nó được, tự nhiên nó vui à. Cho nên lạc đạo ca là như vậy đó, các thiền sư được thôi vui đạo, họ hát lên mà hát rằng ta tự giữa mài ta mà. Năm hồ bốn biển chưa là rộng, tam thập tam thiên chẳng phải cao, đúng không? Thú vui trần gian là cái sánh bằng cái đó. Chính nhân vật bác sĩ đó cũng nói như vậy, tất cả trần gian này không có cái niềm vui nào bằng lúc đó, họ nói mới hạnh phúc lắm. Tuy bệnh vậy chứ lúc nào cũng nở nụ cười cho ngon á, vì hạnh phúc mà. Nhưng mà khi mà chị bà hết bệnh rồi, bà mới sẹo đó rồi. Nhớ lại trần gian á, đủ thứ chuyện trên đời á, hết vui nổi. Cái gì về con cũng đó, cứ nói về tai biến mà nó não đi, chính bà là người trong cuộc, bà bị mà 8 năm sau bà mới phục hồi, 8 năm mới đi đứng bình thường rồi được, luyện tập dữ dội lắm mới được. Mấy người bạn á, mấy người bạn tập cho bà, nói nó bà cũng giới được cái điện thoại bà mới sống đấy nha, chứ mà bà không chụp được nó là bà đi luôn rồi, không ai biết mà cứu bà ở một mình mà. Nó sụp xuống một cái hả, hết biết gì rồi, nói được vài tiếng của cái nằm đó luôn, nguy hiểm cực kỳ rồi nha. Cho nên đâu phải bác sĩ không bệnh quý vị. Bác sĩ cũng bệnh nha, cũng bị tai biến vậy à. Cho nên cái điều quan trọng là ở đây muốn nói mình phải biết cách sống đó. Mình tự mình điều hòa mình là không ấy, đừng làm gì quá căng thẳng, nguy hiểm lắm thời đại này. Thời đại này là thời đại gây căng thẳng, tạo cho mình những cái thứ căng thẳng đó. Mà mình không tu thiền là dễ chết lắm á. Không phải mình quảng cáo thiền nha, nhưng mà ở đây mình thưa thiệt chứ quý vị đó, thiền là cái cách để giải stress đó, giải căng thẳng rất hay đó, rất hay đó. Mình buông thư á, tức mình giải stress đó, rất hay.
mình phải ứng dụng vô cuộc sống của mình, là mình tự mình cứu mình đúng không? Mình phải khuya khôn ngoan. Thì qua những cái như ở đây nói đó, thì thấy rõ nè. Thí dụ mình ở trong tâm thái của Ngài Huyền Quang đi, thì mình sẽ thấy rất rõ. Mình không có phiền não. Mình ngắm cái cảnh rồi mình không phiền não. Vô ưu không phiền não. Rồi nhìn qua khúc cho thôi. Chứ không phải là mến nha, không phải là thích yêu nha, không có. Ngắm cách vậy, bình thường, thản nhiên cho thôi. Hồn nhiên mà ngắm. Không có ta, không có cái vật bị ngắm à. Cái này nữa, tương ứng với kinh Phật không? Tương ứng. Quý vị nhớ quý vị lại Phật không? Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch mà. Thì đấy nè, cái hay nhìn và cái bị nhìn không có ranh giới, không khác, bất nhiệt. Giữa cái người lễ Phật và Phật được lễ, bất nhiệt. Tánh không tịch là bất nhiệt, rỗng lặng. Đúng không? Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao, nan tư nghị. Thì đấy nè, một đóa hoa vàng chợt nở tung. Ngay một giây phút đó, sự cảm ứng đó, giữa Phật với mình bất tư nghị, những cái đạo lý, những cái bản thể đó với mình bất tư nghị. Cảm ứng đạo giao, năng tư nghị không thể nghĩ bàn được. À, một đóa hoa vàng chẳng tới tôn chỗ này cũng không thể nghĩ bàn được, đúng không? Ngay cảnh giới của người ngộ, người ngộ, đúng không? Bây giờ đó, thiệt ra thiền á, cái thiền tông này nè, ở trong học viện này đặt tên cái trung tâm mà của Hòa Thượng Trúc Lâm là gì? Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thiền học Bắc truyền. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thiền học Bắc truyền, tức là thiền Đông Độ của Lục Tổ Quay Năng. Thì chúng ta nghiên cứu rồi chúng ta ứng dụng, chứ không phải học rồi để đó, đúng không? Cái điều quan trọng ở đây là phải thực tập, phải làm coi. Đây chưa tổ dạy nè, đúng không? Dạy mình đối với hoàn cảnh xung quanh, hàng ngày mình tiếp xúc, thì mình phải ứng dụng như mình tu chứ. Có những giây phút mình làm được như vậy không phải không đâu. Nhất là đối với thiên nhiên, cái gì đứng trước một cái cảnh vật, cái gì làm cái này được á. Ví dụ đứng trước một cái núi như này, nhìn ngắm nó dễ quên thân lắm, dễ quên kia là cái núi lắm ha. Ngắm ngắm như thôi thì đạo lý nó hiện tiền như đâu. Mình được cái may phước là mình ở trên núi, ở trên Vũng Tàu, núi lớn á. À, mình vừa thực hiện cái công phu này được, mình nhìn ngắm trời mây đó, à, dễ được cái trạng thái này. Mà sơ tổ Trúc Lâm trong một cái bài cũng có nói về cái chỗ này của Huyền Quang nữa, giống như vậy. Khách vào chẳng hỏi việc nhân thế, cùng tựa lan can ngắm núi mây. Thấy chưa? Chỉ nhìn cảnh đẹp thiên nhiên thôi, nhìn nó mà không có cái hay nhìn và cái bị nhìn, thế là đạo lý hiện tiền. À, thí dụ có một khách đến thăm mình, mình dẫn lên núi, mình không có hỏi à bữa nay qua cúp sao không, không hề. Cái tật của thế gian là ồ bữa nay Argentina hàng nào lên đây nào ăn. Nhưng mà nếu gì hỏi như vậy thì sao, là chuyện thế gian. Cái này không, khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, không cần biết Argentina hay là thằng Brazil gì hết. Chỉ cần biết cầm tay cái ông khách đó, dẫn ra cái lan can trước cửa chùa ra nhìn qua núi Đông Hải, thế là xong. Thế là xong. À, mình bảo đảm ở dưới trần gian này mấy hôm dài là quý vị theo World Cup hết. Ít nào mà thoát khỏi nó lắm, đúng không? Chắc chắn nhất là thanh niên. Ừ, người Nam là thích cái đó lắm. Nhưng mà quý vị nghiệm thôi coi, biết những cái đó rồi thì làm chi? Rồi quý vị cũng buồn vui theo đó, đúng không? Chắc chắn là buồn vui theo đó. Buồn vui theo trái banh nó lăn, là hò hét theo nó, rồi khóc than gì nó. Sao rằng mấy ông tăng ở trên núi đâu biết mấy nó khỏe riêng. Phải không? Giờ làm sao nữa? Tựa lan can ngắm núi mây, hay không? Thấy cái hiện tiền, mà hiện tiền đó là đạo. Đạo đâu phải khó làm, tại mình không chịu làm, mình khoái trái banh lăng.
mình thích hoa cúc hơn. Mình tối ngày mình cứ dòm cho bằng ảnh hoài, mình chịu nhìn núi mây. Nó cái hại là tại mình. Tại mình. Chứ quý vị nhìn núi mây coi, tâm quý vị sẽ buông thư, khỏe lắm. Nó đâu có ảnh hưởng gì tới mình đâu. Mình đâu có buồn vui theo nó. Mình đâu có hò hét theo nó. Đúng không? Mình đâu có dậm chân bứt tóc theo nó. Phải không? Quý vị nhiệm phải không? Mình nói có quá đâu. Quý vị mà cái mặt mày méo xẹo bứt tóc đâu. Tại vì quý vị theo tôi bành lăng. Chứ mình thì đứng trên núi, mình nhìn núi mình quay là khỏe khoắn vô cùng. Khỏe khoắn vô cùng. Sự thật là vậy. Nó đỡ mình bị bệnh đó. Nó khi mà buông thư là vậy, khỏe. Mà nhờ vậy mới nhớ được mấy bài thơ này chứ. Nhớ cho bành hoài cho nhớ bài thơ. Đúng không? Cho nên tóm lại là gì? Là phải thực tập. Chứ không phải học để đó. Đã nói là nghiên cứu và ứng dụng mà. Mình nghiên cứu xong mình phải ứng dụng trong cuộc sống. Coi nó phải vậy không? Phật không hề bắt buộc mình phải theo. Không bắt buộc. Phật trình bày cái đạo lý nó như vậy đó. Chân lý tôi thấy vậy đó. Tôi trình bày cho các vị thấy theo. Nếu các vị đồng quan điểm thì theo, thực hành. Không đồng thôi. Phật cũng hay, không hề bắt buộc ai theo. Phật thấy chân lý và trình bày đó. Tùy ai muốn thấy đúng theo, muốn theo thổ. Đó là tinh thần tuyệt vời của Đức Phật mà chúng ta phải học tập đó. Giờ mình trở lại một chút. Tức là xuyên qua những bài thơ, bài văn của Tam Tổ Trúc Lâm, thì chúng ta nói về cái thời hiện tại bây giờ. Tức là dầm thiền này á, nó bị chìm lặng thôi, chứ nó không phải là nó mất luôn, mất hút. Tức là sau Tam Tổ Huyền Quang còn thêm 23 vị nữa nối tiếp ha, làm rạng rỡ dòng thiền Trúc Lâm. Cho tới đời Lê thì nó bị chìm lặng. Nghĩa là khi chiến tranh đó, Lê Nguyễn chiến tranh, từ cuối Nguyễn á, sang Nguyễn á, thì bắt đầu có một người nổi lên, đó là thiền sư Hương Hải. Hương Hải nhớ là thiền sư Hương Hải. Thì ra thiền sư Hương Hải ở đằng trong. Lúc đó là Trịnh Nguyễn Văn Canh ở đằng trong. Nhưng mà cuối cùng ngài chạy vào Bắc, ngài về ngoại. Tại vì ở ngoại mới bằng quá được, ngài chạy về ngoại. Rồi cho đến hiện tại thì có Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ chúng tôi là cái người mang cái hoài bão rồi khôi phục lại dòng thiền Trúc Lâm này. Tại vì nó cũng là nhân duyên thôi. Nhân duyên thôi, nó phù hợp. Những đường lối của Hòa Thượng chủ trương đó, phù hợp với chính sách của nhà nước này, thì nhà nước cho phép mở rộng. Chứ Hòa Thượng cũng chẳng cầu xin gì. Cái này chỉ là một cái nhân duyên lạ lùng ha, nó phù hợp đó. Như người lãnh đạo đất nước thì cho mình mở rộng như thôi. Vậy hiện giờ mở rộng rất cái phạm vi rất rộng à, từ Nam chí Bắc á, đều có những cái thiền viện của Thiền Phái Trúc Lâm này. Gần đây nhất là ở Cần Thơ có Trúc Lâm Phương Nam ha, là ông Phạm Nhân Trà ông cất đi. Chính Phạm Nhân Trà ông cất luôn đó. Rồi ông mời cái thiền sinh ở, tức là một ông tướng của nhà nước cất, tự ông xây dựng hết luôn. Mình khó làm hết chứ. Nhà nước lo chứ, chính nhà nước cất mà. Và ông Trà đó, ông nói ông sẽ xây dựng thêm vài cái nữa, chứ không phải như đó thôi. Nhà cái thiền viện nữa ở Cà Mau, tức là ở vùng cực Nam của ta. Và theo cái đường lối của Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ là như vậy. Ở ngoài Bắc thì nhiều rồi. Mấy thầy có ra ngoài chưa? Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm ở Cái Bầu, Quảng Ninh dài vô trong đây. Mới nữa là từ Nghệ An, Hà Tĩnh vô nữa. Cũng đang xây dựng. Thanh Hóa rồi cũng đang xây dựng. Còn có một cái nữa là ở Sapa nữa. Sapa đang làm đấy. Sapa của Trung Quốc rồi Quế là Bạch Mã nữa. Bạch Mã này cất xong lâu rồi. Cái Bạch Mã đẹp lắm á. Vì vậy Bạch Mã, và đó là một cái khung cảnh tuyệt vời.
trong các thiền viện thì những bạch mã là nó xa dân chúng, ở một cái nơi mà hoang vắng mà cảnh đẹp vô cùng, nó giữa cái hồ ha, hồ nước rộng mênh mông nó giống cái đảo đó, nó giữa núi, nhìn đây bốn bên là núi, giữa là trước mặt là cái hồ rộng mênh mông, không có dân chúng. Cái thiền viện bạch mã hay vậy đó, chung quanh ít có dân lắm, hầu như không có dân ở gần chùa, nó đi ra ngoài qua cái hồ đó mới thấy dân, cái cách biệt cái đó. Cho nên nó nói là cõi tiên mộng này đó, có thể nói thì nhờ bạch mã là cõi tiên đó, bây giờ nó cách xa trần thế, không dính dáng như trần gian, dễ tu lắm đó. Đúng không, rất là đẹp và rất là dễ tu. Ai mà thích ở ẩn đó thì vô thì chịu tu là bạch mã tu, không có thấy ai chứ, nhìn ra là thấy non nước không à, không thấy bóng người. Mỗi thì diện có một cái hay nữa đó. Đó là chúng tôi nói về cái sự phục hưng á, phục hưng tức là làm mạnh trở lại, là hưng thịnh trở lại, chứ không phải nó mất rồi mình khôi phục đâu, nhưng mà nó chìm lặng thôi, giờ làm cho nó hoạt động mạnh trở lại, rồi phục hưng, sống vậy một cách mạnh mẽ đó, phục hưng. Và chính hòa thượng Thượng Thanh Đại Từ là người làm gì đó, tại vì nó chìm lặng thời gian quá lâu, nha, sự thật là vậy. Người ta không biết tới thiền quá lâu, đúng không? Thường thường ta tu từ thời Nguyễn, người ta tu tịnh độ mà, phần lớn tu tịnh độ, ít ai biết tới thiền tông. Mà chính hòa thượng là người mở đường, tâm sống trở lại. Hòa thượng dịch nên những tác phẩm của các thiền sư giới thiệu cho chúng ta, chúng ta mới biết chứ. Nếu không có những cái tác phẩm đó, chúng ta sẽ không tin, đúng không? Nhờ người trước nè, mình mới tin được chứ. Xây dựng trên những cái nền tảng của người trước, người ta đi qua rồi. Quý vị biết không, cái mà nãy mình giới thiệu về thiền viện, cái thiền gọi là cái tông phong, gọi là thiền giáo song hành đó, đâu phải do hòa thượng mình đặt ra. Thiền phái Trúc Lâm đã có rồi, mà thiền phái Trúc Lâm đâu phải thiền phái Trúc Lâm đặt ra. Sơ tổ nghiên cứu của ngài Khuê Phong Tông Mật có từ lâu rồi, ở bên Trung Quốc. À, Khuê Phong Tông Mật là đời Đường, có từ đời Đường ở bên Trung Quốc. Chính thiền sư Khuê Phong Tông Mật chủ trương thiền giáo song hành, rồi chính thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ đó thì chủ trương đem cái việc học giáo lý vào trong việc tu thiền. Mà Vĩnh Minh Viên Thọ là đệ tử của tông Pháp Nhãn. Pháp Nhãn, cái tông Pháp Nhãn không? Năm tông thì tông Pháp Nhãn là một trong đó. Đó, cho nên cái xu hướng này đó, nó đã có mặt từ xưa rồi, chẳng qua là hòa thượng khơi dậy thôi. Khơi dậy thôi, chứ đâu phải hòa thượng đặt ra. Cho nên mình nói hòa thượng chế ra là không phải, hòa thượng là người khơi dậy, nó có sẵn. Lật cái trang sách sử nó lại, nói như vậy để chúng ta có niềm tin, và đó là sự thật. Hòa thượng mình không hề tự đặt ra, nhưng có tổ sư không à cho nên yên tâm, toàn là tổ sư nói không à, đúng không? Và cái gốc là từ Phật, đúng không? Phật tổ truyền, nên nói là truyền đăng tục diễm mà. Mình mở thêm một chút, thế nào là truyền đăng, thế nào là tục diễm? Đăng là cái đuốc, là cái đèn, thế này là cái đèn. Chứ truyền đăng là mồi đèn, lấy cái đèn này mồi qua đèn kia, ví dụ cái đèn cày đó cái nè, thì lấy châm qua mồi đèn. Tục diệm, diệm là cái ngọn đuốc, là nối đuốc. Ví dụ cái đuốc này là đuốc Olympic á, cầm chạy tới châm qua đây, châm đuốc, nối để sáng cùng khắp hơn. Đó là cái đèn, cái đuốc đó là trí tuệ. Mình không cho nó tắt, tức là châm thì đợi mình châm cho con cháu mình. Mình mồi từ cha ông mình châm lại cho con cháu mình, hoài hoài cái trí tuệ nó sáng hoài hoài. Là như vậy, cái điều đó quan trọng trong đạo Phật. Đạo Phật chỉ truyền cái đó thôi, truyền ánh sáng trí tuệ thôi, còn những cái khác chỉ là phương tiện thôi. Cái này nên nhớ, những cái khác là phương tiện thôi, mà cái trí tuệ này là cái gốc. Truyền là truyền cái trí tuệ, à nên nhớ trí tuệ Bát Nhã đó. Còn mấy cái hình thức khác phương tiện hết, nên nhớ vậy. Ngay cả tâm thường còn phương tiện mà,
huống chi những cái sau này người ta đặt ra tam thừa của Phật đó, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát thừa, toàn là phương tiện. Nói như vậy thì mình mới hiểu được ý của tổ sư. Nhắc lại, cứu cánh là gì? Là trí tuệ, văn nhạc. Truyền là truyền cái đó thôi. Nhưng mà muốn truyền cái đó nó, bởi vì nó vô hình vô tướng, người ta khó nhận ra, cho nên phương tiện mới bày đặt cái này cái nọ, hắn dẫn dắt người ta. Mà nhà Phật dùng nó nói là gì? Mình dùng dục để câu dắt. Thí dụ kêu mình làm phước, nha, thập thiện rồi đó, nó là toàn là phương tiện. Cái này nên nhớ như vậy, chứ không phải là chỗ tột cùng. Như mình nói cúng chùa ha, hoặc thương người thương vật đó, nó là làm phước, tu thập thiện đó, làm phước, tu phước, nó là phương tiện. Nhưng phương tiện cần có, chứ nó không phải là cứu cánh. Nếu mình mạnh nặng cái đó mà mình quên đi cái chỗ cứu cánh này đó thì đáng tiếc cho mình, đáng tiếc cho mình. Mình từ những thềm thang đó để mình bước lên thì đúng. Ví dụ ban đầu mình mới vô chùa thì mình phải làm những cái việc đó, nhưng phải làm hoài, thời gian thôi. Cái nặng là cái trí tuệ này nè, mình phải ngồi thiền cho, tu tập theo cái kiểu này nè thì mới sáng được, thì mới đúng. Chứ không phải làm từ thiện mà hay nha, nó hay ở một góc độ nào đó thôi, một thời điểm nào đó thôi. Đấy, nó bước đầu mà. Có người họ cho làm từ thiện cả đời là hay. Không, cái gì mà làm, cái gì mà chấp gì đó là chết nữa. Nhiều làm không chấp thì quá tốt, không chấp thì quá tốt. Cho mình chấp mình để cầu mong á, để đời sau mình sung sướng á, là tai họa đi. Mình nên nhớ học Phật phải khéo léo chỗ này á. Ví dụ mình nói bây giờ cúng chùa thì giúp người ta ha. Thì thực ra ai cũng phải làm vậy, tôi cũng phải làm vậy. Nhưng cái thái độ là có chấp vào đó hay không, tôi có mong cầu hay không. Nếu mình mong cầu á thì tai họa nó sẽ tới với mình đấy, vào đời thứ ba. Tại vì nó sẽ có cái nhân quả rõ ràng, mình sẽ được phước rất lớn và mình sẽ chìm đắm trong cái phước đó, mình không chịu đi ra. Thế nó tai họa là như vậy. Cho nên khi làm phước đó mình phải biết, ồ cũng như quyển thôi, thì nên làm, chứ đừng có cố chấp. Đây là cái hay của đạo thiền. Đạo thiền không phải là không cho làm phước, rất khuyến khích chuyện làm phước đó, tu phước, nhưng mà phải biết rằng cái chuyện đó cũng như quyển mà thôi, thì đúng. Mình nên nhớ như vậy, vì có cái trí tuệ kèm theo, biết như quyển là trí tuệ kèm theo, thì tu như vậy là đúng. Còn nếu mà quý vị nói tôi chỉ có trí tuệ thôi, không cần làm phước gì hết, cũng không đúng. Cái gì chứng minh cho quý vị tôi, đúng không? Chính nhờ cái gì, cái gì biết quân xã bố thí đó chứ, thì mình nói lên được cái gì có trí tuệ, đúng không? Nếu mình nói tôi ngồi về đủ rồi thì cái gì chứng minh cho quý vị quân xã được? Chính cái gì đem của cải bố thí, đúng không? Chứng tỏ là quý vị quân xã. Mà quý vị không chấp trước vào đó, rất hay. Chính là tinh thần của Bát Nhã ở chỗ đó. Chứ không phải Bát Nhã kêu mình đừng làm gì hết. Làm, nhưng đừng có chấp vào đó. Nhớ điều này. Làm, bên cạnh đó là Bát Nhã luôn luôn chiếu soi. Tích cực làm việc thành gian, nhưng luôn luôn Bát Nhã chiếu soi. Là đúng. Nhớ vậy. Mình đừng có nắm chặt, làm rồi buông. Thấy như quyển buông, thế là đúng. Cái gì dở kinh ra coi, dở ngữ lục ra coi, chư Phật chư Tổ đều dạy như vậy. Cho nên tóm lại là gì? Phải ứng dụng cái điều này vào trong cuộc sống, tích cực làm hết. Nhưng mình vào lúc đó đó, mình phải biết không có nắm đó, dùng trí tuệ mình quan sát, làm như quyển mà thôi. Cho nên ta nói làm mà không làm nhé, vì thấy như quyển á, mình mới trụ trước chỗ đó. Theo bố thí bất trụ tướng của Kinh Kim Cang, đúng không? Làm được không? Thưa được. Nếu có trí tuệ Bát Nhã là làm được. Mình phải sửa cái tư duy mình lại. Mình có cái tật làm để chấp nó là thiệt, chấp là cầu mong quả báo. Mình hay cái kiểu đó lắm. Mình đi chùa mình cung Phật cho mình cầu à, sửa cái tư duy đó lại. Thiền sư là nói mạnh ở chỗ đó, sửa cái tư duy đó lại,
Tuy nhiên như thế là sai lầm, không cho mình cầu. Cúng là cúng ha, cúng để mong tam bảo trường tồn thì đúng, chứ không phải cầu cho mình sai, cầu cho mọi người thì đúng. Nhớ vậy đó, cái nguyên tắc của nó là như vậy ha, chứ không phải cầu cho mình. Tu là như vậy, làm gì lợi ích cho chúng sinh chứ không phải cho mình, là quý vị làm cỡ nào cũng được hết. Nhớ vậy nha, là đúng với tinh thần Phật dạy, chứ Phật không hề kiểu mình đừng làm gì hết nha. Hiểu gì sai à? Vô vi có nghĩa là làm nhưng không trụ trước, nhớ vậy. Học học chữ Hán phải cho nó rành, chứ không phải vô vi dịch dịch chữ đầu nghĩa đó chết thiên hạ hết á. Vô là không, vi là làm, dịch không làm. Dịch vậy là dịch như là có tội với tiền nhân đấy, ha, nguy hiểm vô cùng. Thầy có sẽ tới đón con đi về. Để chở quý vị về luôn. Dạ không. Dạ tạm. À tới giờ chưa? Chưa mà. Hết rồi hả? À, ta dừng ở đây ha. À, vậy xong rồi đúng không? Giờ chúng ta đứng dậy hồi hướng. Nguyện đêm con nghe đứng này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.